Xin chào cả nhà, hôm nay em lại giới thiệu với cả nhà một con máy đánh cướp của Mizuho. Bây giờ em sẽ xoay một dòng máy cho cả nhà xem hình dạng của con máy này ha. Con máy này về em đã vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài ha. Đó, đẹp như mới. Em xin đọc thông số của con máy đánh cướp Mizuho này. Con máy đánh cướp Mizuho này nó có model là XC. Con này là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện zin của nó là 3 pha 200V, đã được em đấu tụ để sử dụng điện 1 pha 220V. Đó, về là sử dụng luôn. Có công suất nó ghi là 1/2. 1/2 của máy á, thì nó sẽ rơi vào tầm là 365W, như là 400W, gần 400W ha. Có vòng tua là 3000 × 3600 vòng một phút. Máy sử dụng cỡ bánh là 205mm. Và ống cân nặng của máy là 25,4kg. Rồi bây giờ em sẽ đo kích thước tổng thể của máy nha. Kích thước tổng thể của máy có chiều dài là 55cm, có chiều rộng là 21cm, có chiều cao là 29,5cm. Dạ rồi, bây giờ em sẽ cắm điện và cho máy hoạt động ha. Rồi em bỏ ở dưới đế ra để cho cả nhà xem là cái phần điện ở dưới ha. Máy là nguyên zin nội địa Nhật, là không đụng gì đến cơ cấu của máy, chỉ lắp cái tụ này vào để cho cả nhà sử dụng điện 220V ha. Đó, lắp cái tụ. Nếu mà cả nhà muốn sử dụng điện 3 pha 200V thì cả nhà tháo tụ này ra để sử dụng điện zin của nó ha. Tất cả là máy nguyên zin hết. Rồi bây giờ em sẽ cắm điện vào test máy và em cắm điện trực tiếp 1 pha 220V nha. Coi ha. Máy chạy cực kỳ mạnh và êm. Nghe tiếng gió của hai cái bánh cướp thôi. Và hai bánh cướp này á là hai bánh cướp của Nhật Bản ha. Em lắp kèm cho cả nhà để cả nhà sử dụng luôn nha. Đó, về là có bánh cướp để sử dụng luôn. Dạ rồi, sau khi test máy xong thì em luôn đọc lại thông số máy cho cả nhà nhớ về con thông số này. Thì con máy này là con máy đánh cướp của Mizuho. Đó. Nó có model là XC. Sử dụng điện zin của nó là 3 pha 200V, được em đấu tụ để sử dụng điện 1 pha 220V. Nếu cả nhà muốn sử dụng điện 3 pha 200V đó, thì cả nhà có thể tháo cái tụ ra để sử dụng điện zin 3 pha 200 ha. Còn không thì cả nhà sẽ sử dụng luôn là 1 pha 220V. Và máy, cơ cấu của máy là zin 100%, không đụng chạm gì đến phần bên trong của máy ha. Máy có công suất là 1/2 HP, gần 400W, có vòng tua là 3000 × 3600 vòng một phút. Ống cân nặng của máy là 25,4kg.
thì em sẽ bán cho cả nhà một con máy đánh cướp Mizuho như thế này với giá là 3.300.000 đồng. 3.300.000 đồng là em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói ạ. Cả nhà chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận hàng và test máy các kiểu ạ. Em cảm ơn cả nhà.